Nằm trong chuỗi sự kiện tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2024 vào buổi chiều nay, sáng nay tại nút giao xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên. Dự án có điểm đầu tại nút giao giữa quốc lộ 39 với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, điểm cuối nút giao Liêm Tuyền đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, có tổng mức đầu tư 1.779 tỷ đồng với quy mô 4 làn xe cơ giới, có tổng chiều dài hơn 23 km. Quy mô mặt cắt ngang từ 22,5 m đến 24 m, giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư là 1.077 tỷ đồng, đã hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2019, giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Đồng thời với dự án trên, tỉnh Hưng Yên cũng triển khai dự án xây dựng đường bên của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình với tổng mức đầu tư 1.414 tỷ đồng, có quy mô mỗi bên tuyến 2 làn xe cơ giới, mặt cắt ngang 11 m, chiều dài gần 20 km. Dự án này đã được nhà thầu thi công là doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tích cực chủ động huy động đầy đủ máy móc, trang thiết bị và nhân công tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rút ngắn thời gian triển khai dự án được 8 tháng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tỉnh Hưng Yên, các địa phương có tuyến đường đi qua, chủ đầu tư, nhà thầu trong việc vượt qua các điều kiện khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thành dự án trước 8 tháng, đồng thời khẳng định tuyến đường này rất quan trọng trong vùng lõi kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và là động lực phát triển khu vực đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô Hà Nội, nhất là ba tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, kết nối giao thông giữa cao tốc Hà Nội Hải Phòng với các quốc lộ và cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, nâng cao khả năng khai thác của hai tuyến cao tốc, giảm tải lưu lượng qua quốc lộ 5, quốc lộ 1 và cửa ngõ vào thủ đô Hà Nội, đồng thời tạo sự thông suốt với các tỉnh lân cận, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý về chủ trương để tỉnh Hưng Yên phối hợp với các bộ ngành trung ương tiến hành nâng cấp tuyến đường này lên thành đường cao tốc.